không thấy nhưng đối chiếu đẳng hoặc đã xúc chạm hoặc đang xúc chạm hoặc sẽ xúc chạm hoặc đáng xúc chạm nơi thân nào đối với thứ không thấy mà đối chiếu đẳng đây cũng gọi là thân cũng gọi là thân xứ cũng gọi là thân giới cũng gọi là thân quyền cũng gọi là đời cũng gọi là môn cũng gọi là biển cũng gọi là bạch tỉnh cũng gọi là giới hạn cũng gọi là vật cũng gọi là thử ngạn cũng gọi là nhà không? Những sắc này gọi là thân xứ. Sắc mà gọi là thân xứ đó ra sao? Thân nào là thần kinh nương sắc tứ đại sung liên hệ trong thân thể, là thứ không thấy mà đối chiếu đẳng. Nhập với thân là thứ không thấy mà đối chiếu đẳng, hoặc đã ép bức, hoặc đang ép bức, hoặc sẽ ép bức, hoặc đáng ép bức nơi xúc là thứ không thấy. Nhưng đối chiếu đẳng, đây cũng gọi là thân cũng gọi là thân xứ cũng gọi là thân giới cũng gọi là thân quyền cũng gọi là đời cũng gọi là môn cũng gọi là biển cũng gọi là bạch tỉnh cũng gọi là giới hạn cũng gọi là vật cũng gọi là thử ngạn cũng gọi là nhà không những sắc này gọi là thân xứ sắc mà gọi là thân xứ đó ra sao Thân nào là thần kinh nương sắc tứ đại sung liên hệ trong thân thể là đồ không thấy mà đối chiếu đẳng. Do nương với thân nào thì thân xúc mở mối cho xúc hoặc đã phát xanh, hoặc đang phát xanh, hoặc sẽ phát xanh, hoặc đáng phát xanh. Do nhập với thân nào mà thỏ phát xanh từ thân xúc. Tưởng, tư, thân thức mở mối cho xúc hoặc đã xanh, hoặc đang xanh, hoặc sẽ xanh, hoặc đáng xanh chấm phẩy, do nương thân nào mà thân xúc có sự mở mối cho cảnh xúc hoặc đã xanh, hoặc đang xanh, hoặc sẽ xanh, hoặc đáng xanh. Do nương thân nào mà thọ xanh từ thân xúc, tưởng, tư, thân thức có cảnh xúc hoặc đã xanh, hoặc đang xanh, hoặc sẽ xanh, hoặc đáng xanh. Đây cũng gọi là thân, cũng gọi là thân xứ, cũng gọi là thân giới, cũng gọi là thân quyền cũng gọi là đời, cũng gọi là môn, cũng gọi là biển, cũng gọi là bạch tỉnh, cũng gọi là giới hạn, cũng gọi là vật, cũng gọi là nhà trống. Những sắc này gọi là thân xứ. Sắc mà gọi là sắc sư đó ra sao? Sắc nào là màu nương sắc tứ đại sung là thứ thấy đẳng và đối chiếu được tức là màu xanh lam. Màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu đen, màu chân chim phụng màu vàng đen, màu xanh, màu lá cây, màu trái xoài, dài, vắn, viễn, to, tròn, vuông, lục giác, bát giác, thập lục giác, hõm, lồi, bóng, nắng, ánh sáng, tối, mây, sương, khói, bụi, ánh trăng, trời trói, ánh sao, sao giỏi, tiếng giỏi, ngọc chiếu ốc chiếu, ánh chân châu, ánh ngọc mắt mèo, ánh vàng, ánh bạc, hoặc dù cho sắc nào khác thành màu nương sắc tứ đại sung là thư thấy đặng và đối chiếu đặng. Như thế, chúng sanh đã thấy, hoặc đang thấy, hoặc sẽ thấy, hoặc đáng thấy bằng sắc nào mà thư thấy đặng và đối chiếu đặng với nhãn là thứ không thấy mà đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là sắc, cũng gọi là sắc xứ, cũng gọi là sắc giới. Những sắc này đều gọi là sắc xứ. Sắc mà gọi là sắc xứ đó ra sao? Sắc nào là màu nương sắc tứ đại xung là thứ thấy đặng và đối chiếu được tức là màu xanh lam. Màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu đen, màu chân chim phụng màu vàng đen, màu xanh, màu lá cây, màu trái xoài, dài, vắn, viễn, to, tròn, dày vuông, lục giác, bát giác, thập lục giác, hõm, lùi, bóng, nắng, ánh sáng, tối, mây, sương, khói, bụi, ánh trăng, trời trói, ánh sao, sao giỏi, kiếng giỏi, ngọc chiếu, ốc chiếu, ánh chân châu, ánh ngọc mắt mèo, ánh vàng, ánh bạc. Hoặc dù sắc nào khác thành, màu nương sắc tứ đại sung là thư thấy đặng và vẫn đối chiếu đặng nhãn là thứ thấy không đẳng nhưng đối chiếu đẳng. Thế vậy, chúng sanh hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng đối chiếu nơi sắc nào mà thứ thấy đẳng và đối chiếu đẳng. Đây gọi là sắc, cũng gọi là sắc xứ, cũng gọi là sắc giới. Những sắc này đều gọi là sắc xứ. Sắc mà gọi là sắc xứ đó ra sao? sắc nào là màu nương sắc tứ đại sung là thứ thấy đặng và đối chiếu được. Tức là màu xanh lam, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu đen, màu chân chim phụng, màu vàng đen, màu xanh, màu lá cây, màu trái xoài, dài, vắn, viễn, to, tròn, dày, vuông, lục giác, bát giác, thập lục giác, hõm lồi bóng nắng ánh sáng tối mây sương khói bụi ánh trăng trời chói ánh sao sao giỏi kiếng giỏi ngọc chiếu ốc chiếu ánh chân trâu ánh ngọc mắt mèo ánh vàng ánh bạc hoặc dù sắc nào khác thành màu nương sắc tứ đại sung là thư thấy đặng và vẫn đối chiếu được do sắc nào mở mối mà nhãn xúc nương nhãn hoặc đã xanh hoặc đang xanh hoặc sẽ xanh, hoặc đáng xanh. Chấm phẩy, do sắc nào mở mối, thời thọ xanh từ nhãn xúc. Tưởng, tư, nhãn thức nương nhãn hoặc đã xanh, hoặc đang xanh, hoặc sẽ xanh, hoặc đáng xanh. Chấm phẩy, nhãn xúc có sắc nào làm cảnh mà nương nhãn hoặc đã xanh, hoặc đang xanh, hoặc sẽ xanh, hoặc đáng xanh. Thọ mà xanh từ nhãn xúc. Tưởng tư, nhãn thức mà có sắc nào nương nhãn hoặc đã xanh, hoặc đang xanh, hoặc sẽ xanh, hoặc đáng xanh. Đây cũng gọi là sắc, cũng gọi là sắc xứ, cũng gọi là sắc giới. Những sắc này đều gọi là sắc xứ. Sắc mà gọi là thinh xứ đó ra sao? Thình nào nương sắc tứ đại xung thành thứ không thấy mà đối chiếu đẳng. Tức là tiếng trống, tiếng vỗ bồng, tiếng ốc thổi tiếng phi nam nữ tiếng ca hát tiếng nhạc tiếng đàn tiếng vỗ tay tiếng thú kêu tiếng âm dương chạm tiếng nước tiếng nhân loại tiếng phi nhân hay là những tiếng nào khác nương sắc tứ đại xung thành thứ thấy không đẳng mà đối chiếu đặng thế vậy chúng sanh hoặc đã nghe hoặc đang nghe hoặc sẽ nghe hoặc đáng nghe những tiếng nào là thứ thấy không đẳng nhưng đối chiếu đặng đối với nhĩ thành thứ thấy không đặng mà đối chiếu đặng đây cũng gọi là thinh cũng gọi là thinh sứ cũng gọi là thinh giới những sắc này đều gọi là thinh sứ sắc mà gọi là thinh sứ đó ra sao thinh nào nương sắc tứ đại sung thành thứ không thấy mà đối chiếu đặng tức là tiếng trống tiếng vỗ bồng tiếng ốc thổi tiếng phi nam nữ tiếng ca hát tiếng nhạc tiếng đàn tiếng vỗ tay tiếng thú kêu tiếng âm dương chạm tiếng nước tiếng nhân loại tiếng phi nhân hay là những tiếng nào khác nương sắc tứ đại xung thành thứ thấy không đẳng và vẫn đối chiếu đẳng nhập với nhĩ là thứ thấy không đẳng nhưng đối chiếu đẳng hoặc đã đối chiếu hoặc đang đối chiếu hoặc sẽ đối chiếu hoặc đáng đối chiếu nơi sắc nào là thứ thấy không đẳng nhưng đối chiếu đẳng đây cũng gọi là thinh cũng gọi là thinh xứ, cũng gọi là thinh giới. Những sắc này đều gọi là thinh xứ. Sắc mà gọi là thinh xứ đó ra sao? Thinh nào nương sắc tứ đại thành thứ không thấy mà đối chiếu đẳng. Tức là tiếng trống, tiếng vỗ bồng, tiếng ốc thổi, tiếng phi nam nữ, tiếng ca hát, tiếng nhạc, tiếng đàn, tiếng vỗ tay, tiếng thú kêu, tiếng âm dương chạm, tiếng nước, tiếng nhân loại tiếng phi nhân. Hay là những tiếng nào khác nương sắc tứ đại sung thành thứ thấy không đẳng mà đối chiếu đẳng. Nhập với thinh là thứ thấy không đẳng nhưng đối chiếu đẳng, hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng đối chiếu nơi nhĩ mà thành thứ thấy không đẳng nhưng đối chiếu đẳng. Đây, cũng gọi là thinh, cũng gọi là thinh xứ, cũng gọi là thinh nhập những sắc này đều gọi là thinh sứ sắc mà gọi là thinh sứ đó ra sao thinh nào nương sắc tứ đại thành thứ không thấy mà đối chiếu đặng tức là tiếng trống tiếng vỗ bồng tiếng ốc thổi tiếng phi nam nữ tiếng ca hát tiếng nhạc tiếng đàn tiếng vỗ tay tiếng thú kêu tiếng âm dương chạm tiếng nước tiếng nhân loại tiếng phi nhân hay là những tiếng nào khác nương sắc tứ đại thành thứ thấy không đặng mà đối chiếu đặng. Do thinh nào mở mối nhĩ xúc nương nhĩ hoặc đã xanh, hoặc đang xanh, hoặc sẽ xanh, hoặc đáng xanh. Chấm phẩy, do thinh nào mở mối mà thọ xanh từ nhĩ xúc, tưởng, tư, nhĩ thức nương nhĩ hoặc đã xanh, hoặc đang xanh, hoặc sẽ xanh, hoặc đáng xanh. Chấm phẩy nhị xúc mà có thinh nào làm cảnh nương nhĩ hoặc đã xanh, hoặc đang xanh, hoặc sẽ xanh, hoặc đáng xanh. Chấm phẩy, thọ nương từ nhĩ xúc. Tưởng, tư, nhị thức có tiếng nào làm cảnh nương nhĩ hoặc đã xanh, hoặc đang xanh, hoặc sẽ xanh, hoặc đáng xanh. Đây cũng gọi là thinh, cũng gọi là thinh xứ, cũng gọi là thinh giới. Những sắc này đều gọi là thinh xứ sắc mà gọi là khí sư đó ra sao? Khí nào mà nương sắc tứ đại sông thành đồ không thấy nhưng đối chiếu đẳng? Tức là hơi rễ cây, hơi lõi cây, hơi vỏ cây, hơi lá cây, hơi bông cây, hơi trái cây, hơi thúi, hơi xình, hơi thơm, hơi hôi. Hoặc là những hơi nào khác mà nương sắc tứ đại sông thành đồ không thấy đẳng nhưng vẫn đối chiếu. Thế vậy chúng sanh hoặc đã ngửi hoặc đang ngửi, hoặc sẽ ngửi, hoặc đáng ngửi, hơi nào mà thành thứ không thấy đặng nhưng đối chiếu đặng, đối với tỷ mà thuộc về thứ không thấy nhưng đối chiếu đặng. Đây cũng gọi là khí, hoặc gọi khí xứ, hoặc gọi khí giới. Những sắc này đều gọi là khí xứ. Sắc mà gọi là khí sư đó ra sao? Khí nào mà nương sắc đại sung thành đồ không thấy nhưng đối chiếu đẳng, tức là hơi dễ cây hơi lõi cây, hơi vỏ cây, hơi lá cây, hơi bông cây, hơi trái cây, hơi thúi, hơi xình, hơi thơm, hơi hôi hoặc là những hơi nào khác mà nương sắc tứ đại thành đồ không thấy đẳng nhưng vẫn đối chiếu đẳng nhập với tỷ là thứ đồ không thấy nhưng đối chiếu đẳng hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu, hoặc đáng đối chiếu do khí nào là thứ không thấy mà đối chiếu đẳng đây cũng gọi là khí, cũng gọi khí xứ, cũng gọi khí giới. Những sắc này đều gọi là khí xứ. Sắc mà gọi là khí xứ đó ra sao? Khí nào mà nương sắc tứ đại xung thành đồ không thấy mà đối chiếu đẳng? Tức là hơi rễ cây, hơi lõi cây, hơi vỏ cây, hơi lá cây, hơi bông cây, hơi trái cây, hơi thúi, hơi xình, hơi thơm hơi hôi hoặc những hơi nào khác mà nương sắc tứ đại sung thành đồ không thấy đẳng nhưng vẫn đối chiếu đẳng nhập với khí là đồ không thấy mà đối chiếu đẳng hoặc đã đối chiếu hoặc đang đối chiếu hoặc sẽ đối chiếu hoặc đáng đối chiếu nơi tỉ mà thành thứ không thấy đẳng nhưng đối chiếu đẳng đây cũng gọi là khí cũng gọi khí xứ cũng gọi khí giới những sắc này đều gọi là khí xứ sắc mà gọi là khí sư đó ra sao? Khí nào mà nương sắc tứ đại sông thành đồ không thấy nhưng đối chiếu đẳng? Tức là hơi rễ cây, hơi lõi cây, hơi vỏ cây, hơi lá cây, hơi bông cây, hơi trái cây, hơi thúi, hơi xình, hơi thơm, hơi hôi, hoặc những hơi nào khác mà nương sắc tứ đại thành đồ không thấy nhưng đối chiếu đẳng do khí nào mở mối cho tỷ xúc nương tỷ hoặc đã xanh, hoặc đang xanh, hoặc sẽ xanh, hoặc đáng xanh. Chấm phẩy, do khí nào mở mối thì thọ xanh từ tỷ xúc, tưởng, tư, tỷ thức nương tỷ hoặc đã xanh, hoặc đang xanh, hoặc sẽ xanh, hoặc đáng xanh. Chấm phẩy, tỷ xúc có khí nào làm cảnh nương tỷ hoặc đã xanh, hoặc đang xanh, hoặc sẽ xanh hoặc đáng xanh. Chấm phẩy, thọ mà xanh từ tỷ xúc, tưởng, tư, tỷ thức, có khí làm cảnh nương tỷ hoặc đã xanh, hoặc đang xanh, hoặc sẽ xanh, hoặc đáng xanh. Đây cũng gọi là khí, cũng gọi khí xứ, cũng gọi khí giới. Những sắc này đều gọi là khí xứ. Sắc mà gọi là vị sư đó ra sao? vị nào nương sắc tứ đại sung thành đồ không thấy mà đối chiếu đẳng. Tức là vị rễ cây, vị thân cây, vị vỏ cây, vị lá cây, vị bông cây, vị trái cây, vị chua, vị ngọt, vị đắng, vị cay, vị mặn, vị bùi, vị nhẫn, vị chát, vị ngon, vị dở. Hoặc vị nào khác nương sắc tứ đại sung mà thành thứ đồ không thấy mà đối chiếu đặng nhập với thiệt thành đồ không thấy nhưng đối chiếu đẳng hoặc đã đối chiếu hoặc đang đối chiếu hoặc sẽ đối chiếu hoặc đáng đối chiếu nơi vị nào mà thành đồ không thấy nhưng đối chiếu đẳng đây cũng gọi là vị cũng gọi vị sứ cũng gọi vị giới những sắc này đều gọi là vị sứ sắc mà gọi là vị sứ đó ra sao vị nào nương sắc tứ đại xung thành thứ đồ không thấy được nhưng đối chiếu đẳng như là vị rễ cây, vị thân cây, vị vỏ cây, vị lá cây, vị bông cây, vị trái cây, vị chua, vị ngọt, vị đắng, vị cay, vị mặn, vị bùi, vị nhẫn, vị chát, vị ngon, vị dở hoặc vị nào khác nương sắc tứ đại xung mà thành thứ đồ không thấy mà vẫn đối chiếu. Nhập với thiệt là đồ thấy không đẳng, nhưng đối chiếu đẳng hoặc đã đối chiếu hoặc đang đối chiếu hoặc sẽ đối chiếu hoặc đáng đối chiếu nơi vị nào mà thành thứ đồ thấy không đẳng nhưng đối chiếu đặng đây cũng gọi là vị cũng gọi vị sứ cũng gọi vị giới những sắc này đều gọi là vị sứ sắc mà gọi là vị sứ đó ra sao vị nào nương sắc tứ đại xung thành thứ đồ thấy không đẳng nhưng đối chiếu đặng như là vị dễ cây vị thân cây vị vỏ cây, vị lá cây, vị bông cây, vị trái cây, vị chua, vị ngọt, vị đắng, vị cay, vị mặn, vị bùi, vị nhẫn, vị chát, vị ngon, vị dở, hoặc vị nào khác nương sắc tứ đại sung mà thành thứ đồ không thấy nhưng đối chiếu đặng. Nhập với vị nào mà thành món thấy không đặng nhưng đối chiếu đặng. Hoặc đã đối chiếu, hoặc đang đối chiếu, hoặc sẽ đối chiếu hoặc đáng đối chiếu nơi thiệt mà thành thứ đồ thấy không đẳng nhưng đối chiếu đẳng đây cũng gọi là vị cũng gọi vị xứ cũng gọi vị giới những sắc này đều gọi là vị xứ sắc mà gọi là vị xứ đó ra sao vị nào nương sắc tứ đại xung thành đồ thấy không được mà đối chiếu đẳng như là vị rễ cây vị thân cây vị vỏ cây vị lá cây vị bông cây vị trái cây vị chua vị ngọt, vị đắng, vị cay, vị mặn, vị bùi, vị nhần, vị chát, vị ngon, vị dờ. Hoặc vị nào khác nương sắc tứ đại sung mà thành thứ đồ không thấy nhưng đối chiếu đẳng. Do sắc nào mở mối thiệt xúc nương lưỡi đã xanh ra, hoặc đang xanh, hoặc sẽ xanh, hoặc đáng xanh. Chấm phẩy, do vị nào mở mối thì thọ xanh từ thiệt xúc. Tưởng, tư thiệt thức nương thiệt đã xanh, hoặc đang xanh, hoặc sẽ xanh, hoặc đáng xanh. Chấm phẩy, thiệt xúc có vị nào làm cảnh nương thiệt nào, hoặc đã xanh, hoặc đang xanh, hoặc sẽ xanh, hoặc đáng xanh. Chấm phẩy, thọ mà xanh từ thiệt xúc. Tưởng, tư, thiệt thức có vị nào làm cảnh nương thiệt, hoặc đã xanh, hoặc đang xanh, hoặc sẽ xanh, hoặc đáng xanh đây cũng gọi là vị cũng gọi là vị sứ những sắc này đều gọi là vị sứ sắc mà gọi là nữ quyền đó ra sao những cách nào thuộc về phần nữ như là nữ căn nữ tướng thân phần nữ thái độ nữ nết hạnh nữ hành động theo cách người nữ như thế đây gọi là sắc nữ quyền sắc mà gọi là nam quyền đó ra sao những cách nào thuộc về phần nam như là nam căn nam tướng, thân phần nam, thái độ nam, nết hạnh nam, hành động theo cách người nam. Như thế đây gọi là sắc nam quyền. Sắc mà gọi là mạng quyền đó ra sao? Khi nào có sự sống còn, hiện hành, hiện hữu, hiện tồn, đang liên tiếp, đang còn, hành vi đang còn, sự dinh dưỡng của sắc pháp, gọi sắc mạng quyền tức là cách sống còn của sắc pháp. Những sắc này đều gọi là mạng quyền. Sắc mà gọi là thân biểu chi đó ra sao? Sự lay động, cách lay động, hành vi lay động, thái độ lay động, sự trình bày cho biết ý nghĩa, hành động trình bày cho biết ý nghĩa nơi thân của người mà có tâm thiện, tâm bất thiện hay là tâm vô ký sai khiến tới lui, ngó liếc qua lại, co ngay như thế nào. Những sắc này đều gọi là thân biểu chi xác mà gọi là khẩu biểu chi đó ra sao cách nói cách phát ra lời cách nói chuyện cách tường thuật cách tuyên bố cách quảng cáo ngôn ngữ